Rùa và thỏ chạy thi lần thứ nhất. Ngay sau khi cùng xuất phát, rùa cần mẫn bò một mạch mỗi phút được 6 mét về đích. Còn thỏ mỗi giờ chạy được 72 km nhưng mải chơi và chủ quan, ngủ một giấc 3 giờ 20 phút mới tỉnh dậy. Khi chạy đến đích thì đã thấy rùa đến trước mình 1 phút. Vậy quãng đường thi chạy bằng bao nhiêu mét? Đề bài cho vận tốc của thỏ là 72 km mỗi giờ, tức là thỏ chạy được 72.000 mét trong 60 phút, hay là bằng 1.200 mét một phút. Trong khi đó thì vận tốc của rùa là 6 mét một phút. Có nghĩa là vận tốc của thỏ so với vận tốc của rùa thì gấp 1.200 chia cho 6 bằng 200 lần. Quãng đường thi chạy như nhau nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Do đó thời gian của rùa so với thời gian của thỏ cũng bằng 200 lần. Tức là nếu như thời gian của thỏ chạy là 1 phần thì thời gian của rùa chạy là 200 phần như thế. Nên rùa chạy nhiều hơn thỏ là 199 phần. Thỏ ngủ 3 giờ 20 phút tức là bằng 200 phút. Như vậy nếu như cùng về đích thì rùa chạy nhiều hơn thỏ 200 phút. Nhưng thỏ về trước 1 phút cho nên rùa chỉ chạy nhiều hơn thỏ 199 phút thôi. Vậy 190 phần thời gian tương ứng với 199 phút. Suy ra 1 phần thời gian là 1 phút. Vậy thời gian của thỏ chạy đúng bằng 1 phút. Mà vận tốc của thỏ đã biết. Vậy thì theo các bạn, quãng đường thi chạy bằng bao nhiêu mét? Hãy cho biết đáp số của bạn ở phía dưới. Đừng quên subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.